Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nị Tứ. Trong một số video ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhau chơi về vị tướng Min với cái bộ trang phục là thầy tướng. Bộ trang phục chỉ với giá là 3.000 đồng thôi bạn nhé. Ghê vừa ba, vật tổ với tất đấy của nàng Chrissy về. Còn một giọt máu nhỏ nhỏ của ta còn tốc biến cứu chuột được mạng sống của cô ấy rồi. Hên lắm rồi nhé, khiến nó quay ngược trở lại. Sát thương chiến mạng đang được nổ ra, nhưng đây là bí thuật phòng ngự tăng được thêm song giáp. Mức độ cứng cáp đang là có. Rồi sát thương đến từ cô nàng Xeonat đã có thể hạ sát được nó rồi ở khoảng thời gian 1 phút 40 giây. Các bạn biết đó, con tướng Min bây giờ nó đã tăng sức mạnh rồi. Và nó được tăng như thế nào vậy ta? Đầu tiên sẽ nói về cái công vật lý. Ngày trước của nó sẽ là 15 cộng 9 trên level cộng 0.06 cộng phép. Thì bây giờ nó sẽ là 30 cộng với 12 trên level cộng 0.06 cộng phép. Về chỉ số không cộng phép ngày trước sẽ là 24 cộng 12 trên level cộng 0.1 cộng phép. Thì bây giờ nó sẽ là 45 cộng 18 trên level cộng 0.1 cộng phép. Còn nói về cái chỉ số song giáp, ngày trước sẽ là 20% cộng với 2% trên level. Thì bây giờ nó sẽ là 25% cộng với 3% trên level. Và các bạn lưu ý là cái thông số của thuộc tính trên nó chỉ được áp dụng sau khi giữa bạn với đồng đội đã có một cái sợi dây liên kết các bạn nhé. Anh em có thể thấy được rằng sau cái đợt tinh chỉnh lần này, con tướng Min nó đã quay trở về, nó tròn vai hơn với vị trí của một người hỗ trợ. Và chắc chắn được rằng khi mà chúng ta kết hợp với đồng đội thì nó sẽ mạnh mẽ hơn, đúng không ạ? Đó là về cái phần lý thuyết thôi. Còn thực tế nó như thế nào thì mời các bạn cùng nhau hòa hồi phần giải của đệ tứ trong số video lần này bạn nhé. Nhưng mà mặc dù đã được tinh chỉnh sức mạnh, nhưng tôi cảm thấy được rằng anh em vẫn còn một chút gì đó được gọi là cái nhìn tiêu cực dành cho vị tướng Min này. Và không phải tự nhiên mà các bạn lại có một cái nhìn tiêu cực như vậy. Chắc cũng có lẽ là nó có một cái gì đó không có thực sự là thỏa mãn anh em lắm, cho nên em cũng không quá thích thú với con tướng Min, mặc dù nó đã được tinh chỉnh sức mạnh tăng cường như thế này. Và chúng ta sẽ cùng nhau xem với con tướng Min nó sẽ tạo ra được những cái giá trị tích cực gì hay không khi đối đầu với một đội hình mà nó khá là trâu bò. Và có đưa cho mình con tướng Zip bảo hộ bảo kê rất là chắc chắn, bằng ra cho mình chiêu hay là khí thôn và chất tướng Hyper Carry đến từ sức mạnh của ngộ không, đúng không ạ? Rồi phải thật sự là cảnh giác. Ghê vậy ba, khỉ Backplay quay ngược lại, sát thương chiến bàn chưa được nổ ra, bí thuật cường hóa giúp cho cái lượng sát thương phép đến từ con nàng Chrissy nó tốt hơn. Và cô ấy đã có thể xua đuổi được 3 thành viên bọn chúng rồi. Thừa thắng xông lên đẩy luôn bạn ơi. Cơ hội đang rất tuyệt vời, tín hiệu nguy hiểm rồi. Ôi thấy vụ nổi rồi, tôi đã tràn lên đông quá bạn ơi. Điện tử bị quýnh nảy trẻ luôn rồi. Tín hiệu nguy hiểm đã được truyền tống lên. Sự cu, sự kết gì đó quay tay không trúng ai cả. Và anh ta nên thối lui ngay đi bạn ơi. Sự vượt trội về mặt nhân lực đã mang lại lợi thế dành cho bọn chúng. Một cái pha khinh địch của đệ tứ đây rồi, giờ đây tôi đã phải hữu địch rồi. Không sao, chỉ mới khoảng thời gian đầu game thôi mà, đó chưa phải là một cái tổn thất gì đó quá nặng nề. Và chúng ta chưa nhận về một cái hệ lụy gì đó nó quá lớn. Đó sẽ là một cái bài học kinh nghiệm mà chúng ta sẽ không mắc phải cái sai lầm như vừa rồi nữa. Một câu khẳng định chắc nịch đến từ đệ tứ là như vậy. Ghê vậy ba, rất quả cảm, quyết đoán, nắm bắt thời cơ rất tốt đến từ con nàng Chrissy. Cô ta đã nấp bụi rất là lâu rồi, phép bộ trợ tóc biến đó cũng không thể nào cứu chuộc được cô ấy khi mà cô ấy dính phải cho mình cái ma chú của thằng Zip tại nơi kia. Đấy là một con tướng mà mình sẽ lên cho nó một cái lối trang bị mà vừa công mà vừa phép bạn nhé. Thì với lộn, một lối trang bị mà vừa tăng mà vừa phép bạn nhé. Thì chắc chắn được một điều, sứ mệnh của mình sẽ là cố gắng bảo kê cho cô nàng Xeonat. Một cái điểm mà mình thích thú ở con tướng Min này đó chính là cái khả năng hồi máu. Khi đồng đội bị thấp máu, chúng ta sẽ cảm nhận được rằng bao giờ cô nàng Xeonat của ta nguy hiểm, tôi sẽ dùng ra mình cái chiêu cuối là bí thuật trường sinh để có thể tăng thêm lượng máu cho cô ấy, và dùng ra cho mình bí thuật phòng ngự để tăng thêm mức độ cứng cáp cho những tình huống truy sát đến từ chất tướng Hyper Carry nằm trong tay của thằng ngộ không trong bản game này. Quay trở lại câu chuyện tụi mình về con tướng Min, các bạn có thể thấy được rằng mặc dù Min được tăng sức mạnh, công phép, công vật lý rồi song giáp này nọ các kiểu, nhưng cảm giác được rằng nó vẫn đang là một cái gì đó đang bị thua kèo đối với địch thủ, đối với cái bộ đôi Zip và Violet. Những tôi muốn trade down, những tôi muốn cấu rỉa từ khoảng cách xa của bọn chúng dữ quá bạn ơi. Tôi buộc phải bật ra cho mình cái bí thuật phòng ngự để tăng thêm mức độ cứng cáp cho con đèn Xeonat. Khỉ nó tới các bạn ơi, bật ra cho mình thủy triều mở trối rồi giải khống chế. Đó là cái bí thuật trường sinh để có thể bon rút lượng máu con nhỏ Violet đi một phần nào đó. Chúng ta phải thật sự là cảnh giác nha. Các bạn Scott đang cố gắng thực hiện ra cho mình công tác phá trụ. Tại vừa đường giữa cũng như vậy, ngộ không các bạn ơi, nó quay ngược trở lại, sát thương của chiếc mạng của nó đang được nổ ra. Rất đáng tiếc là tôi đã bật ra cho mình cái chiêu 2 là bí thuật phòng ngự không đúng thời điểm rồi. Không sao cả, tôi cũng đã có thể tước đoạt mạng sống của thằng khỉ rồi ha. Đó là một cái sơ suất của đệ tứ, tôi không có quá rành về vị tướng này. Và cái sự trải nghiệm của tôi trong ngày hôm nay nó còn rất là beginner về mặt kỹ năng, nó còn khá là non về mặt kỹ năng đó. Nếu như có điều chi sơ suất thì hy vọng rằng các bạn sẽ hoan hỷ bỏ qua.
Mỹ thuật trường sinh một lần nữa, sát thương phép của mình đang là chưa đủ, bởi vì đây không phải là một con tướng Min đang lên cho mình những món trang bị thiên về khả năng công phép, đúng không? Frenzino đang thưởng hoa hộ hoa, anh ta không dám ăn trụ nữa khi anh ta không có được lính và không có con xe. Những hàng trụ của tụi mình nó đang ngày càng gặp hiểm nguy hơn. Chúng ta cần phải có một cái phương án tác chiến nào ok hơn để có thể đối chọi với kẻ địch đây, khi mà khả năng hồi phục của bọn chúng đang là quá dữ, đến từ con tướng Ba Đâm, đến từ con tướng Omen, đến từ con tướng Zip luôn nữa. Một dấu chỉ cho thấy được rằng Zip sẽ là một người chơi có kỹ năng khi anh ta đặt cái tên của anh ta bằng chính con tướng mà anh ta đang sở hữu, đúng không ạ? Bây giờ đã là 6 phút rưỡi rồi và cả hai bên vẫn đang ở một cái trạng thái cân bằng với nhau. Và tôi vẫn chưa xác định được rằng đâu là người chơi UV, đâu là người chơi yếu nhược nhất trong bán game này để mình có thể khai thác vào cái vị trí đó. Nhưng có một cái điểm mà có thể được xem là thiếu sót nằm ở bàn Frenzino khi anh ta đang đảm nhận cho mình được vị trí đi rừng là anh ta ít có sự quan tâm tại vực bot lane này. Và anh ta rất tập trung tại vực top lane đó. Greasy rất tốt là nhà nuốt chận khi thôn nào đó đến từ đàn ship lăn lông lóc chạy về khi nó thấy được rằng cái tín hiệu nguy hiểm nó đang ở một cái mức báo động và nó đã có thể bảo an được cho cái sinh mạng cô nhỏ Violet ở nơi đó. Đây đúng thực sự là một người chơi micro player, đây đúng thực sự là một người chơi có kỹ năng. Khi mà cầm ra cho mình con tướng Zip như vậy, nó tương đối là khó chịu cho bọn mình đó. Ở những cái pha mà chúng ta cứ ngỡ rằng chúng ta sẽ đủ sức để có thể hoãn tử được nó, nhưng với cái khí thôn đó, nó khiến cho mọi thứ đều trở nên bị vô hiệu hóa. Quay trở lại câu chuyện cho mình con tướng Min, các bạn có thể thấy được rằng một cái thiếu sót đến từ đội bên kia là họ không có bất kỳ một vị tướng nào tạo ra được cho mình cái lượng sát thương phép thuộc cả. Chính vì vậy đây sẽ là một cái đất diễn rất tốt cho con đàn Greasy ghê dữ ba. Dùng ra cho mình chiêu hay là găng cuồng bạo tóc biển lên sơn, kết hợp với cái chiêu cuối nửa mưa sao băng của đàn Greasy flash để bỏ chạy, và đó là cái chiêu hai của thằng Zip. Trời ơi, uổng quá trời đất luôn. Cứ ngỡ rằng đó là một cái pha mà chúng ta sẽ có thể sát tử được hai thành viên bọn chúng, nhưng may mắn đã chưa mỉm cười với bọn mình rồi ha. Uổng quá trời luôn. Thả Zip khó chịu và lờ. Đúng rồi, khó chịu thiệt các bạn ơi. Mặc dù đây là con tướng đã bị giảm sức mạnh ở tại điểm hiện tại, nhưng với cái sự thuyên giảm này nó không ảnh hưởng quá nhiều nếu như Zip là một người chơi có kỹ năng. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ cần phải cố gắng giải tỏa áp lực cao tại khu vực đằng dưới này, và nó sẽ khiến cho kẻ địch rơi vào trạng thái là lưỡng bại câu thương. Nhưng một tình huống comeback đang xảy ra, đó là cái chiêu cứu sát bực của thằng Omen, nó khóa lại cái Big Time Carry, cái chiêu cứu cái thằng Ba Đâm luôn nữa, nó đã giam hãm sức mạnh của bạn sờ cút gì đó. Giờ mình đi coi họ đang tiến hành bị tan rã rệu nát. Sát thương phép thuộc đến từ của đàn Chrissy đang tạo ra một cái hiệu ứng quá tốt đi, nhưng thằng khỉ nó tới nó gõ rồi ông nội mày ơi, đồng đội nó mất tiêu hết rồi. Quá sai lầm ở một cái pha comeback mà không có sự góp mặt đến từ con tướng Min. Chúng ta cần thêm một tí về mặt thời gian nữa để am hiểu, để hiểu rõ nhau hơn. Và như vậy những kinh nghiệm này nó đã quá đủ rồi. Tôi sẽ không cho bất kỳ một cái tình huống đơn lẻ nào thiếu vắng đi cái vị trí hỗ trợ trong những cái pha quần thảo sắp tới. Tôi chắc cứu là như vậy. Các thành viên bên kia họ đang tụ tập rất là đông tại hàng xe ra, và rất có thể đây sẽ ra hình cái chiến địa của sự tranh cướp. Và chăng đây là Valentino thưởng hoa hoa bật ra cho mình đại điểm mở trối, nhanh chóng lăn lông lốc để có thể chạy về phun nước miếng vô mặt đoàn Valentino. Nhưng không sao cả, chúng ta bật ra cho mình chiêu một là bí thuật cường hóa giúp cho mức độ sát thương của bạn Flo trở nên tốt hơn. Ok, chúng ta đã và đang có được cho mình cái sự gắn kết ok hơn rồi đó. Sát bực đang nổ ra, bật ra cho mình thủy triều mở trối, nhưng đây là mức độ trâu chó đến từ con tướng Min đang thực sự là quá khủng khiếp. Hai thành viên bọn chúng đang đập lên đầu của con tướng Min, nhưng anh em có thể thấy được rằng vẫn có thể ngự trị và sống sót được. Tại sao nó lại như vậy? Anh em có thể thấy được rằng với một cái build đồ mà vừa thủ mà vừa phép như vậy, nó khá là ổn áp đó. Một cái pha mà nó không nổ bất kỳ một cái khả năng chí mạng nào cả đến từ thằng Ngộ Không, nó đã bóp ngược trở lại team bọn chúng rồi. Chúng ta đang có được một cái sự phản đòn rất là tốt. Đại lộ Caesar đang là có khả năng miễn thương của tụi mình cũng đang khá là tốt, và chúng ta đủ sức để có thể crack down để mình đầu bờ về nhà chính cuối cùng của bọn chúng hay chăng đây, khi mà bọn chúng chỉ còn hai người trên bản đồ. Sự cứu gì đó, anh ta quay tay trước mặt hai thằng bên kia, anh ta bắt buộc phải ngã ngu lùi về. Cái tốc độ clear lính của bọn chúng nhanh quá bạn ơi. Ưng nhãn đến từ con đèn xeo nát đang được nổ ra, núp lùm kìa ba thằng khỉ, núp lùm kìa. Yeah, tất cả các thành viên đội xanh mình đã nắm bắt được cho mình tín hiệu đó, nó không bao giờ chạy về được đâu. Đây là bí thuật trường sinh đây này, lượng máu của nó còn vỏn vẹn đâu đó 60%. Anh em có thể thấy được rằng càng về giai đoạn cuối game, sát thương phép đến từ con tướng Min nó ngày càng được cải thiện hơn. Và đây là một tình huống comeback mà chúng ta đang cố gắng phó hợp với cái con Caesar tiên phong nó đang tràn vào. Double kill đã dành cho bạn Flo rồi, rất tuyệt vời rồi đó. Và chúng ta sẽ đủ sức để có thể crack down đi cho mình trụ về nhà chính cuối cùng này, thậm chí là end game luôn nữa. Đang cố gắng cường hóa sát thương ra, ưng nhãn chuẩn bị bắn nha, teo ná tơi. Caesar tiên phong đang tràn vào, pháo đại đang được bắn ra, và rất hên cho nhỏ vào hết thời điểm đó là cái bí thuật trường sinh của tôi nó vừa hồi kịp nha. Chúng ta vẫn còn một con Caesar tiên phong nữa, bắn kịp không đây bạn ơi. Tóc biến lên trên, dùng đi mình đi cứu là sát mực. Đây là bí thuật trường sinh thế này, sát thương vật lý đến từ con nhỏ xeo nát, lộn, đến từ con nhỏ Violet dữ quá bạn ơi. Xà thủ của bọn mình đã bị triệt tiêu rồi, chúng ta không còn bất kỳ một cơ sở nào để có thể tiếp tục ngự trị và thực hiện được cho mình công tác phá nhà cả. Không biết được rằng có đủ được cho mình cái không gian và thời gian để có thể cướp con bùa này chăng đây. Câu trả lời là không rồi bạn ơi, lưu vẹn chút nào.
khoảng thời gian phút thứ 11 của ván game này rồi. Một cái sai lầm đến từ cái bộ đôi Ngộ Không và Omen, nó dùng tất cả những đồ chơi mà nó có để có thể gõ lên đầu của con Tương Minh, và đó là bước đi sai lầm, và nó dẫn đến một cái hệ lụy là trở thành cái domino sai lầm. Nhưng tình huống comeback sắp tới, tôi nghĩ rằng họ sẽ có một cái sự đề cao cảnh giác và họ sẽ hạn chế đánh lên con Tương Minh khi mà họ đã thấy được rằng mức độ trâu bò đó. Là bạn Sơ-cu đang núp lùm, đó là cơ hội hay chăng đây? Đấm ra cho mình chiêu hai rất là thốn. Trời ơi, cái khả năng nổ chiến mạng của thằng khỉ dữ quá bạn ơi. Anh em có thể thấy được rằng sức lợi hại đến từ chất tướng Hyper Carry, bí thuật đường sinh này lượng máu thấp quá nhiều rồi. Sơ-cu lướt lên, quấn nó ba, đập nó ba, không kịp rồi, chạy đi, đừng để ý tới tôi. Đệ tứ bị quýnh xui bọt mép trong tình huống này rồi. Là một điều chắc cú, nhưng không sao cả, đó là sứ mệnh của một người trợ thủ đúng không ạ? Và 33 giây nữa tôi mới được tái sinh trước ngưỡng cửa thiên đường. 28 giây nữa sẽ là khoảng thời gian Caesar kế sẽ được ra. Rất có thể bọn chúng sẽ tập trung tại hàng Caesar này. Đây là khoảng thời gian phút thứ 12, cả hai bên đang cân bằng chỉ số đềm gục và lượng vàng cũng đang là 34.000 vàng luôn má ơi. Chứng tỏ tình huống comeback sắp tới sẽ là một pha giao tranh mà rất quan trọng và nhạy cảm cho bọn mình đó. Thật sự là thận trọng nào, đao vào sách là những thứ mà tôi đang rất cần, bởi nó sẽ giảm chế khả năng hồi phục của bọn chúng, phong ấn được sức mạnh của bạn Frentino, nhưng không sao cả, anh ta đủ sức trâu để có thể sống sót được. Đó là một cái pha sát hại của thằng khỉ, nó hay quá. Pháp sư của tụi mình chết rồi, Xeonat đâu hỗ trợ đồng đội kỳ ba, đó là khí thùng lăn lóc để có thể chạy về một thành viên bọn chúng đang núp bụi cỏ. Frentino vẫn còn được bạn đang thấy miệng đường nhảy sang bên kia, vẫn đang đu đất theo, ghê quá vậy ba. Và đó là highlight gọi tên Frentino. Ôi ghê, trời, anh ta vẫn đang dí. Ghê gì trời, anh ta dí vào cái tới nhà, anh ta dí vào cái nhà chính luôn kìa. Ghê à, quýnh ghê vậy ba. Trời ơi, trời ơi, ghê à, con này chơi ghê vậy, con này chơi đã vậy ta. Đồ. Để sắp tới tôi bắt chước chơi thử coi, con này chơi dễ không? Chắc cũng dễ mà ha. Rồi quýnh quần què gì nói nữa. Và highlight quá dữ đến từ bạn Frentino đã mang lại một cái chiến thắng rất là phơ phạch dành cho bọn mình. Xạ thủ của bọn chúng còn 2 giây nữa sẽ được tái sinh. Không sao cả, chiêu dụ được cho mình chiêu cuối rồi, bắn nhà giùm con đi bà nội ơi. Cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý báu để xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở số video vào ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.